Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn chơi game Eternal Hero phần 4. Thật ra thì video này mình làm là dựa trên những câu hỏi của các bạn mới chơi đã hỏi mình nhiều nhất. Và ở phần 4 này mình cũng sẽ tóm tắt lại các phần 1, 2, 3 trước đây. Mình sẽ nói thêm về cách chơi ma thú nào cho nó hiệu quả, làm nhiệm vụ hàng ngày thì nên làm gì và mua gì. Và cái quan trọng nhất ở video này mình muốn nói đến là cái hướng chơi này. Những anh em nào mới chơi rất hay họ có cái câu hỏi cho mình là mình áp con này có được không, hay là mình chơi con kia có được không. Nhưng thực chất là những anh em mới chơi chưa có nghĩ đến cho mình cái hướng chơi. Nhưng mà mình sẽ nói cái vấn đề này ở cuối video vì nó rất là quan trọng với những người mới chơi game. Còn bây giờ thì trước tiên là mình sẽ bắt đầu những cái sự kiện hàng ngày. Cái song song cái làm sự kiện hàng ngày này thì mình sẽ nói thêm về cái chức năng của game như thế nào cho nó hợp lý cho anh em xem. Đây, hiện tại thì mình sẽ thu hoạch cái tối hôm qua, cái tài nguyên tối hôm qua mình auto. Cái nhiệm vụ này thì anh em không nên reset. Những anh em nào mới chơi thì reset ít thôi. Những cái gì mà tầm khoảng, mà những cái nhiệm vụ nào mà 3 sao trở lên mà có tầm khoảng 27 kim cương thì nhận luôn. Còn không thì cũng có thể sử dụng một chút may mắn. Đây này, 27 là mình cũng sẽ nhận, mình không ấy. Thế nhưng mà hiện tại là hết tướng rồi, thế nên không hoàn thiện được. Đây, như các bạn đã xem, mình đã hoàn thành 117 nhiệm vụ trên 15 này. Thì mình đã hết tướng thì bây giờ mình sẽ phải hoàn thành những cái nhiệm vụ cũ để lấy lại tướng. Hình như là server bị lỗi rồi anh em ạ. Để mình xem lại nào. Mình sẽ nhận bớt đi để làm những cái nhiệm vụ mới. Thật ra thì mình cũng không muốn hoàn thành những cái nhiệm vụ này đâu, tại vì đây cũng là một cách nó tích kim cương cho mình. Thường thường thì đa số những anh em nào hay ngứa tay ngứa chân thì cứ nhìn thấy trong túi có kim cương là tiêu. Mình cũng vậy. Ok, thôi bỏ qua tạm thời. Đây là cái nhiệm vụ hàng ngày. Thì mình nghĩ là những anh em nào mới chơi thì cứ làm nhiệm vụ hàng ngày. Nếu như mà cái nhiệm vụ ra nó không được hài lòng cho lắm thì cứ hoàn thành đi anh em ạ. Tại vì cái những người mới chơi thì không có nhiều kim cương cho lắm. Những cái nào mà trên 28 kim cương là được rồi. Còn ở chợ thì bình thường là đối với mình ấy, thì mình hay mua những cái này. Nhưng mà chắc là những anh em mới chơi cũng không có kim cương nhiều, thế nên là không nên mua. Chỉ nên mua những cái như thế này thôi này. Cái này là cái arena thì anh em nên mua này, một này. Cái trang thứ hai ấy thì anh em không mua gì cả. Ở những người mới chơi rất cần cái Hero Promotion Store này với lại cái Spirit. Thì nếu như anh em thiếu thì có thể mua trong đây. Thế nhưng mà mình khuyên chỉ mua đến 1-2 lần thôi, đừng có mua nhiều. Nó sẽ rất là phí vàng, lúc đấy anh em cũng rất là cần vàng. Còn với mình thì mình sẽ mua hết. Đối với cái chip này thì mình sẽ khuyên anh em, những ai làm sự kiện hàng ngày ấy, thì nên làm một lần trong 2 ngày nên hoàn thiện, kiểu là 2 ngày thì nên làm một lần thôi. Tại vì không nên sử dụng cái Heroic Sum này hàng ngày. Tại vì cứ 2 ngày là anh em có một lần miễn phí, thì như thế thì các bạn sẽ làm được cái Daily Quest này mà miễn phí. Còn nếu như mà các bạn sử dụng hàng ngày cái này ấy, thì sẽ mất kim cương. Mình sẽ không tích được bao nhiêu. Còn đây là vàng này. Đối với cái vàng này thì nếu như mà anh em có nhu cầu thì mua. Còn không có nhu cầu thì mình nghĩ là cái free này là đủ này. Đối với mình ấy, cái chức năng Event Rate này rất là quan trọng.
Thường thường đa số những người nào mà chơi game lâu rồi hoặc là cái ác nó cũng có tài nguyên lớn, cái kim cương nhiều thì họ đa số là họ mua mắc hết cái này. Nếu có điều kiện thì anh em cũng có thể mua mắc, nhưng mà ở những cái level cao nhá, level thấp thì đừng có mua, cũng hơi phí, tại vì ở cái giai đoạn level thấp thì nó tăng level rất là nhanh. Mình nghĩ hiện tại về những cái chức năng trong game như thế này thì những đấy là những cái điều quan trọng nhất rồi. Chỉ còn mỗi cái là trong cái gear này. Thì đối với những anh em nào mới chơi ấy, mình khuyên là không sử dụng cái stone wool này để mua đồ trong shop như này. Những cái đồ trong đây nó rất là phí, anh em đừng có mua nó làm cái gì cả. Những cái đồ cái stone này chỉ nên up tech mà thôi. Đây, những cái tech này mình cũng up nó full nó rồi. Hiện tại thì mình vẫn để, mình không mua, bởi vì mình biết ở thời điểm nào đó ấy, DA game nó sẽ ra update mới và cái tech gui này nó cũng sẽ tăng thêm một vài chức năng game. Thế nên là mình tích để cho sau này. Vấn đề về cái sự kiện hàng ngày thì mình chắc là mình cũng nói đến đây thôi, tại vì không cái video này cũng sẽ rất là nhạt, tại vì những anh em nào mới chơi chắc cũng tìm hiểu hết rồi. Mình cũng chỉ tóm tắt những cái phần mà quan trọng nhất của sự kiện hàng ngày. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về ma thú, chơi cho con nào cho nó hợp lý. Hiện tại thì mình đang up 4 con ma thú đầu tiên. Thì nhiều anh em cứ hỏi mình là nên chơi con ma thú nào. Thật sự lúc đấy mình rất là khó trả lời vì mình không biết các bạn đang chơi ở tầm nào rồi. Với lại các bạn chơi PvP hay là chơi PvE. Mình nói một cách ngắn gọn nhất cho những anh em nào mới chơi hiểu. Chơi ma thú nào ở thời điểm nào cho hợp lý, chứ không phải chơi theo tem nào cho nó mạnh cả. Nó chơi là nó chơi không theo tem, nó chơi ở thời điểm nào. Thì theo như mình ấy, mình sẽ chia ra làm 3 giai đoạn: giai đoạn đầu game, giữa game và late game. Ở giai đoạn đầu game ấy thì mình sẽ khuyên các bạn là nên chọn con rắn, vì tem bạn đang rất là thiếu đam. Trong tháp lẫn PvP, bạn có thể dứt khoát đối phương bằng đam. Vì cái con ma thú, lúc đấy lượng đam của con ma thú, con rắn này này rất là to. Mà cái lượng máu của địch, lúc đấy của bạn với là của địch nó cũng giống nhau, rất là thấp. Tại vì đầu game tất cả những cái con tướng mạnh đi chăng nữa thì lượng máu cũng rất là thấp. Mà lượng đam của con này với lại lượng độc của nó xảy ra ở cái turn thứ hai rất là nhiều. Thế nên là anh em lựa chọn cho mình con rắn ở đầu game là cái tốt nhất, vừa leo tháp này, vừa đánh trong PvP này. Ở cái giai đoạn sau khi các bạn mạnh lên ấy, lúc con rắn, con ma thú của các bạn mà dùng skill mà nó không mất được máu tầm khoảng để mình xem là tầm khoảng 1/3 máu đối phương ấy, thì lúc đó là giai đoạn giữa game đã đến. Lúc đấy là cái thời điểm của con hươu đây. Để con hươu bút máu. Lúc đấy là thời điểm của con hươu. Nó sẽ giúp bạn hồi phục máu này, dựa trên phần trăm này, và bút cho bạn phòng thủ, cho tay bạn sống lâu hơn. Còn về late game ấy, thì các bạn nên chọn cho mình con rồng. Đây, các bạn có thể nhận biết cái thời điểm late game là khi một trong các con tướng của các bạn ra skill có thể kết liễu luôn địch, hoặc khi tem bạn đã áp mark gần hết rồi, thì cái thời điểm đấy là cái thời điểm của late game. Cái vị tướng ấy của các bạn là đóng vai trò rất là quan trọng. Con rồng nó sẽ giúp bạn choáng tem địch trong 2 turn, tất nhiên là trong cái tỷ lệ nhất định của nó. Ở late game mình vừa nói, thật ra thì con hươu nó cũng có thể chơi được anh em ạ. Thế nhưng mà tại sao mình lại lựa chọn con rồng? Thì mình lựa chọn con rồng là vì nó vừa đánh được trong PvP và cả tháp nữa. Thế nên là mình đã lựa chọn con rồng có thể chơi được cả hai chức năng đấy. Mà tháp sau này, những cái tháp tầng cao ấy, những cái con tướng đấy nó dứt khoát anh em rất là nhanh. Tại vì cái lượng đam của nó gây ra rất là lớn. Nếu như mà không lấy turn mà choáng được cái tem địch trong tháp thì các bạn sẽ thua.
Còn con rồng này muốn nói này, thật sự ra thì một số anh em khác nói là con rồng cũng có thể chơi về late game là đúng, mình không phủ nhận nó. Con hươu này chơi late game cũng được. Trong PvP nó sẽ nhỉnh hơn con rồng một chút vì nó có búp máu dựa theo phần trăm của con tướng, thế nên là nó rất là phù hợp cho đánh trong PvP. Còn tại sao mình lại áp con sói này lên? Thật sự ra con sói này này nó không thể nào đánh được trong PvP, nó cũng không thể nào đánh được trong tháp. Nó chỉ đánh được trong cái đánh bốt thôi anh em ạ. Những cái lượng đam của nó gây ra không lớn, thế nhưng mà nó giúp những con tướng khác gây đam lớn hơn. Thế nên là sẽ chọn con sói là chỉ cho những anh em nào mà chơi bốt thôi. Mình nghĩ là về ma thú thì mình sẽ chỉ nói đến đây thôi. Còn giờ thì mình sẽ nói đến việc định hướng chơi cho những anh em nào mới chơi. Để mà nói thật ra thì đã chơi game là phải test rồi, là thử cái này thử cái kia. Thế nhưng mà với cái game này mà anh em nào mới chơi cứ test thì mình nghĩ là các bạn sẽ mất một thời gian khá là lâu để có thể áp được tem mình mạnh lên. Nên là mình muốn nói về vấn đề này để rút ngắn thời gian chết đấy cho những anh em nào mới chơi. Ở cái định hướng chơi game này thì mình sẽ nói về hai hướng. Hướng thứ nhất là hướng đánh theo kiểu PvP, đánh Arena này, đánh Tháp này, đánh Trial of Champion này, hay đánh Free Time Up này. Những cái kiểu đánh như thế này, như cái kiểu là kiểu bụi đời trở lớn đấy nha bạn. Đánh theo cái kiểu là đánh nhau ấy. Thì đấy là cái hướng thứ nhất, để đánh nhau với những người chơi khác nhau. Còn hướng thứ hai ấy là hướng chơi theo kiểu PvE, hướng nhất là đánh theo kiểu để kiếm tài nguyên, đánh với boss. Thì đây, chẳng hạn như là boss ở Broken Space này, thì những cái tài nguyên nhìn thấy rất là ok. Anh em nhìn vào chắc là nhiều người cũng thèm. Thì cái lượng người theo như mình đánh giá, cái lượng người mà chơi theo một trong hai hướng kia ấy, thì mình nghĩ là những người mới chơi thì thích theo kiểu chơi PvE, kiếm tài nguyên, tại vì lượng tài nguyên rất là phong phú đây, nhìn rất là thích. Hai cái hướng chơi mình vừa nói thì nó là hai cái kiểu chơi mà tướng nó không giống nhau. Nói không thì hơi quá, thì cũng có thế nhưng mà ít. Mình sẽ đưa ra ví dụ nó khác nhau ở điểm nào. Đây chẳng hạn là ví dụ như là anh em chơi những con tướng PvP này, những con tướng đánh nhau này, thì anh em phải cần có những con, chẳng hạn như cần như CC này, những con cross này, những con có búp giáp này, hay là búp máu như Belrain mình đang để đây này. Đấy, thì nó gọi là công thủ nó phải toàn diện. Đấy là cái định hướng thứ nhất là đánh nhau, để đánh nhau. Đây mình đánh trận cho anh em xem luôn. Đấy, búp máu, búp tốc, búp thủ, búp đam, búp đủ các kiểu luôn. Thì đấy là đánh PvP, đánh nhau với người anh em ạ. Cũng như là ông nào ông ấy cay cú bị đánh nhiều, chắc chắn là ông rất thích chơi PvP hơn. Còn ông nào ông thần kinh tốt thì ông ấy thích chơi PvE, tại vì sẽ kiếm được nhiều tài nguyên hơn để ông ấy áp ác. Ok, thế nói đến cái định hướng thứ hai mình vừa nói là cái định hướng về cái PvE, đánh boss. Thì cái đánh boss này thì nó phụ thuộc vào 2 đến 3 con hỗ trợ nữa. Thì những cái con hỗ trợ đấy sẽ giúp con đam chính là đam to này, dây gây ra crit này, gây ra nhiều đam hơn để kết thúc boss, để kiếm được nhiều cái tài nguyên mà anh em mong muốn, như là nâng cấp ma thú hoặc là cái dust nâng cấp cái stone. Ở cái hai cái hướng này nó sẽ chơi những cái tướng mà thật sự rất là khác nhau. Bây giờ mình sẽ vào cái danh sách tướng để hướng dẫn cho chia sẻ cho anh em xem cái hai hướng đấy thì nên chọn những cái tướng nào cho nó phù hợp với hai hướng đấy. Thì đối với những anh em nào mới chơi mà muốn chơi vào hướng thứ hai, hướng chọn tướng để đi đánh boss đấy, thì chỉ có hai cái hệ để anh em chọn thôi. Hệ thứ nhất là hệ lá, hệ thứ hai là hệ lửa. Đối với mình đánh giá ấy, hệ lửa là đam chính,
Còn cái hệ lá này chỉ là support hỗ trợ thôi. Support hỗ trợ nó thuộc là những con nào? Ở cái support hỗ trợ đam cái hệ lá này thì các bạn sẽ chọn con Rosa là con thứ nhất này, và con Have là con thứ hai. Đấy là hai con hỗ trợ để cho tướng đam chính đam to. Còn đối với hệ lửa ấy, nó là đam chính như mình vừa nói ấy, là cái con Skerry này. Chẳng có con nào đam bút to như con Skerry ở thời điểm hiện tại anh em nhé. Mình chỉ dám nói là ở cái thời điểm hiện tại này thôi. Chẳng hạn như các bạn có 2-3 con Skerry phát là các bạn đam rất là to. Thật sự ra thì mình nói với cái quan điểm là 2-3 con Skerry này thì để mà có nó cũng rất là khó. Đối với những anh em nào mới chơi, thật sự ra có luôn được gắn Skerry hay là con Cross hay là Have hay là Rosa, có luôn những con đấy rất là khó. Mình thì mình đang đưa ra cái quan điểm là phải áp những cái con tướng chuẩn là như thế. Một là con Rosa này, hai là con Have này, còn đam chính thì nó là con Skerry này. Và anh em có thể lựa chọn thêm cho mình là con Cross để hỗ trợ búp máu này, giảm giáp đối phương này. Đối với những anh em nào mới chơi thì sẽ không có được những cái con mình mong muốn. Thì ở những cái hệ khác ấy, thì mình sẽ nói thêm những cái con tướng mà có thể giúp anh em hỗ trợ đam bút to hơn. Một là con Lutz, nó thì đóng vai trò là chỉ là phá giáp thôi. Nó đánh càng nhiều ấy, cái basic attack của nó này giảm 20 armor của đối phương. Cái này là giảm liên tục chứ nó không có tính cái turn là bao nhiêu turn nó sẽ kết thúc, nên nó sẽ giảm liên tục. Thế nên là đam của tướng chính của anh em là sẽ càng ngày càng to. Đối với con thứ hai đam bút cũng được là con Blood Blade này. Ở hệ sọ này tiếp tục là con Volter cũng có thể đam bút này. Con Yara này cũng có thể đam bút anh em nhé. Còn Aidan, mình nghĩ là con Aidan này cũng thể đam bút. Thế nhưng mà Aidan thì anh em phải kết hợp theo cái kiểu bom nổ chậm, cái kiểu Sida, thế nên là cũng không chuyên đam. Thế chỉ chủ yếu là những anh em nào mà chưa có đủ tướng kia để áp thì lên mấy con này thì cũng có thể đam bút. Đối với cái vệ pháo đài này thì con này đam bút rất là lớn anh em này. Con này nãy mình quên đấy, mình không nói. Cái vừa nãy mình nói hệ lá với hệ lửa thì thật sự đấy là late game. Còn con này thì đóng vai trò đam rất là to. Xích này, mình nghĩ là con này hỗ trợ đam bút cũng rất là to anh em nhé. Emily này, con này cũng đam rất là to. Nó con này lại giống như cái con Aidan vừa rồi, nó lại còn phải phụ thuộc vào team nữa. Đấy, hai con đấy là hai con bom hổ chậm. Cái hệ lửa này mình sẽ vừa nói rồi, thế nên mình cũng không nói lại làm gì nữa. Cái con Skerry này là tướng đam rồi, chuẩn đam. À nhưng mà cái con Skerry này nó phụ thuộc rất nhiều là con hỗ trợ. Nếu như mà không có hỗ trợ tốt thì nó đam không được lớn cho lắm. Và cái con hỗ trợ quan trọng nhất là con Have này này anh em này. Đấy, thế nên là đối với những anh em nào mới chơi game mà muốn đánh bot thì mình khuyên nên sử dụng Orbs vào cái hệ lửa và lá full luôn. Còn nếu như mà anh em nào có tiền ấy, thì vào luôn cái Dark hoặc Light này mà chơi này, đỡ mệt loằng ngoằng. Chơi luôn, làm luôn cái con Aida này lên đam bút sướng ngoại trưởng. Mặc dù về sau lết không bằng Skerry, nhưng mà con Aida này nó sẽ giúp anh em đỡ mệt mỏi hơn. Còn bây giờ là mình sẽ nói về cái hướng thứ nhất, cái hướng chơi theo kiểu PvP và tháp. Hiện tại thì mình làm video này thì mình cũng đã hoàn thành được cái tháp tầm 600 rồi. Thế nên là mình không dám, mình không có cái gì để cho anh em xem cái kinh nghiệm đi tháp này. Hiện tại thì mình cũng đang cách xa rất là nhiều người. Đây này, người thứ hai mới có 581. Các bạn có thể theo dõi mình ở trên kênh YouTube. Trên kênh YouTube thì các bạn có chỉ cần search là cái Tower of Oblivion 500, hình như mình nhớ không nhầm là 509 mấy ấy, 597 đến 600 thì nó sẽ ra những cái tầng mà mình đã vượt qua rồi. Còn nếu như còn về nói về tướng ở mình quên mất là nói về tướng ở chơi theo cái dạng một ấy, cái dạng PvP và tháp vừa rồi ấy. Mình không nói về tháp nhá, cái tháp mình bỏ qua, tại vì nếu mà mình chơi cả cái tháp đấy thì nó hơi khó.
mình chỉ nói đến PvP này của các hệ này, mình sẽ nói từng hệ một này. Với PvP hệ sọ ấy, mình khuyên các bạn mới chơi game lần đầu cứ áp dụng cái basic con tướng là con Lutz. Ở middle game thì các bạn có thể chọn dần dần như là con Aida này, con Yahra này, con Corpse Demon. Và late game thì bạn có thể chọn cho mình là con Horus. Ở cái hệ pháo đài này thì các bạn nên chọn cho mình là con OD, là con basic. Ở middle game thì các bạn có thể chọn cho mình con Valentino. Con này được mệnh danh là stun là choáng non stop anh em nhá. Thế nên là con này hỗ trợ cho anh em rất là nhiều, không những PvP và cả tháp nữa. Đối với cái hệ pháo đài này mình sẽ không nói đến con Xia hay là Six hay là những con khác, bởi vì mình đánh giá nó trong PvP không cao. Đối với hệ lửa ấy thì anh em có thể chọn cho mình con King Barto này để đánh PvP. Support ở hệ lửa này anh em có thể chơi Cross nữa. Đấy là hai con lết, mình quên mất đấy là hai con lết thì anh em có thể chọn chơi. Còn nếu như mà chưa lết mới lúc đầu ấy thì cứ chơi bình thường như con Dantalian này. Lúc đầu mình cũng chơi con Dantalian cũng rất là mạnh anh em nhá, thủ của nó rất là tốt, thủ của nó cao, đánh vào nó thì nó sẽ được hồi máu. Còn con Queen này dây gây ra lượng đam rất là nhiều, anh em có thể chơi Queen hoặc là Dantalian. Xin lỗi nhá, nãy mình toàn nói những con tướng về lết thế này. Còn đối với hệ lá thì anh em có chọn đầu game là con DH này, con Demon Hunter này. Không được ai chơi con Dragon Slayer này, đừng có post chơi con Dragon Slayer này anh em ạ. Mình nhìn thấy trên group rất là nhiều người toàn post cái con này lên, không hiểu tại sao mình các bạn lại cứ áp con này lên. Chắc là các bạn nhìn thấy cái thanh kiếm của nó to quá hay là như thế nào. Faceless, con này cũng vậy, bỏ qua đi. Demon Hunter các bạn áp nó lên này, có con này thì càng tốt này. Con này đúng là một vị thần luôn. Rosa, à quên mất, Vesa càng tốt này. Rosa các bạn cũng có thể chơi được này. Con này không thể nào chơi được trong PvP anh em ạ. Đấy, anh em suy nghĩ, cái đấy chỉ chơi trong PvE thôi. Còn cái hệ Dark Light này thì chắc là mình cũng sẽ không có nhiều. Anh em nào mà có tiền thì chắc cũng chẳng xem video này làm cái gì cả, hoặc là xem ở một cái thời điểm nào đó thôi. Lúc về sau thì các bạn nạp vào thì thừa sức để mà chơi. Ở những cái video 1, 2, 3 thì mình cũng đã nói rất là chi tiết về cách định hướng team này. Ở video hình như là mình nhớ không nhầm là video 3 này. Ở video 2 thì mình có định hướng về chơi event như thế nào này. Và ở video 1 thì mình đã cho các bạn xem về cái nhìn tổng quan về game. Thì nếu như mà các bạn nào chưa xem thì nên xem qua. Ở video 4 này mình nghĩ là mình sẽ kết thúc tại đây. Ở trong video hướng dẫn này chắc là mình cũng đã làm hết rồi. Còn chắc là mình sẽ ra thêm một cái video về hướng dẫn chơi tháp hơn, chỉ chuyên về tháp thôi, cho những anh em nào rất là thích vượt tháp. Còn về hướng dẫn về game chắc là mình cũng đã nói hết rồi. Mình sẽ ngừng ở cái video hướng dẫn game về phần 4 này. Mình xin cảm ơn tất cả những anh em nào theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp anh em những video clip sau. Xin chào tất cả anh em.